Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Giá Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một cái vị trí siêu phẩm mới của bên công ty em Ánh xây dựng. Vị trí cái căn nhà này là thuộc với lại đường Ngô Quyền, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái thông số nhà như sau, hướng nhà là hướng Đông Bắc, diện tích sổ đỏ là 31m² và thiết kế từ trên tầng 2, 3, 4, 5, xây đua ra cả hai mặt bên. Đây là căn lô góc hai mặt thoáng, thì với cái từ tầng 2 trở lên là cái diện tích nhà nó khoảng tầm 34m² nha quý vị. Ngõ trước nhà ở đây là 2m5. Vị trí của cái căn nhà này cách với trục đường Ngô Quyền là 50m và cách với lại trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương là khoảng tầm 200m thôi nha quý vị. Mời người theo chân Ngọc Ánh vào cái tham quan cụ thể cái vị trí căn nhà này với cái thiết kế vô cùng hiện đại, có ban công ở phía bên ngoài. Toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà được ốp đá granite và từ tầng 2 cho đến tầng 5 là được sơn toàn bộ là màu trắng với cái hình thức cũng như là cái phong cách thiết kế của ngôi nhà. Và giá chào bán thì đối với cái khu này mọi người nha, toàn bộ tổng khu vực này ở đây bên Ngọc Ánh có rất là nhiều căn và cái giá thấp nhất của khu vực này là 2.350.000.000 đồng. Căn Ngọc Ánh đang quay gửi tới quý khách hàng trong video này giá chào bán 2.980.000.000 đồng, lô góc hai mặt thoáng. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt kéo và bên trong là cửa kính gỗ kính nha mọi người. Với tầng 1 của ngôi nhà thiết kế như sau đây, mọi người có thể nhìn thấy với cái lô góc thoáng nên chủ đầu tư là có để có một cái cửa sổ ở phía bên đây, bên hông này, bên cái hông mặt ngõ này để lấy thoáng cho cái khu vực tầng 1 này. Và cái đây chính là phần Ngọc Ánh đứng là phần phòng khách của ngôi nhà. Có thể kê một bộ sofa nho nhỏ ở đây, rất là xinh, có một cái vách CNC ngăn cách giữa cái khu vực cầu thang, nhà vệ sinh. Thiết kế căn nhà này thì rất là hài hòa nha mọi người. Với gian phòng bếp của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là một cái tông màu trắng cùng với là cái tông sơn của ngôi nhà mọi người ạ. Cái màu sơn cũng là màu trắng cho nên là bước vào trong cái không gian ngôi nhà này cảm giác là rất là hiện đại, cũng như là toàn bộ cái không khí nó rất là trẻ trung và căn nhà này thì rất rất là mát. Hướng nhà là hướng Đông Bắc nha mọi người. Với hiện trạng của ngôi nhà thì có thể dọn đồ về và ở ngay được, đã hoàn thiện xong hết 100% về phần trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, phần sơn cũng như thiết bị vệ sinh này, hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội rồi nha. Đây, gian phòng bếp toàn bộ thiết kế cái tủ bếp này là gỗ thịt mọi người ạ, và được sơn màu trắng. Xung quanh bếp được ốp kính ốp bếp Hải Long và mặt bếp là ốp đá granite cao cấp. Đấy. Nước sạch đây rồi, phụ kiện bếp được lắp đặt đầy đủ kèm theo. Chất liệu toàn bộ là inox 304. Đây, tủ bếp thiết kế rất là đầy đủ công năng. Khu vực đây là để tủ lạnh nha mọi người. Tầng 1 còn có một nhà vệ sinh nữa mọi người ạ. Đây, nhà vệ sinh đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Với cái nhà vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng, đầy đủ nguồn cầu cũng như hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng của ngôi nhà nha mọi người. Từ vị trí của cái ngôi nhà này mà đi ra tới trung tâm Hà Đông khá là gần, cách với lại trục đường chính Tố Hữu Lê Văn Lương nó chỉ khoảng tầm 300m thôi, rất là thuận lợi đi lại. Ngọc Ánh xin mời mọi người hướng theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà xem tầng 2 thiết kế như thế nào nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế gồm một phòng vệ sinh và một phòng ngủ rộng mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống mặt bậc cầu thang đi lên là được ốp đá granite và tay vịn cầu thang cũng như là cổ trụ được thiết kế là hoàn toàn là gỗ lim mọi người nha. Mời người theo chân Ngọc Ánh vào phía phòng ngủ trên tầng 2 của ngôi nhà khám phá căn nhà này. Đấy. Trên tầng 2 là được lát sàn gỗ hoàn toàn và có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đây. Từ vị trí của ngôi nhà có thể nhìn thấy rất là nhiều chung cư. Ví dụ như The Pride Hải Phát này, Golden Seal này. Đó, mọi người có thể quan sát và từ vị trí của cái căn nhà này rất rất là thoáng nha mọi người. Nếu tính ra này không phải là hai mặt thoáng mà là ba mặt thoáng. Mặt bên đằng trước này, mặt bên trái và mặt bên phải. Với cái diện tích căn phòng ngủ này nó rơi vào khoảng tầm 15-16m².
tha hồ xếp đồ đạc nội thất và vuông vắn nha mọi người. Trên tầng 2 cũng được chủ đầu tư thiết kế đầy đủ về trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đầy đủ dưới đây. Và toàn bộ hệ thống cửa thông phòng là cửa gỗ lim rất là chắc chắn. Đây là căn phòng ngủ và bên đây là có nhà vệ sinh. Đây và đây có một cái mặt thoáng nữa để lấy ánh sáng vào cái phía hành lang đi vào nha mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là cái phòng vệ sinh tầng 2 của ngôi nhà, được thiết kế rất rất là đẹp với cái phòng vệ sinh nhìn rất là sang, có cabin tắm riêng, hệ thống bàn đá lavabo cũng như là bồn cầu liền khối. Đấy, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Cửa nhà vệ sinh là cửa nhôm hệ Việt Pháp, rất là đẹp, cầu kỳ. Trong nhà vệ sinh cũng được chủ đầu tư lắp đặt sẵn ống chờ, bình nóng lạnh rồi mọi người nha. Mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh lên trên tầng 3, tầng 4 và tầng 5 của ngôi nhà nhé. Thiết kế tầng 3 và tầng 4 của căn nhà là như nhau mọi người ạ. Gồm có một phòng ngủ, một ban công, một phòng vệ sinh. Phòng ngủ ở tầng 3, tầng 4 cũng được thiết kế giống hệt nhau và giống hệt tầng 2. Một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Phòng ngủ nào cũng được trang bị đầy đủ hệ thống cửa sổ này, hệ thống cửa ban công này, hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa này. Đó. Phòng ngủ rất rộng. Từ phía tầng 3, tầng 4, tầng 5 thì chủ đầu tư thay thế vào sàn gỗ là lát gạch kích thước 60-60 vân đá nha mọi người. Đây, ban công mở ra bên ngoài vô cùng thoáng, mát cực kỳ luôn. Đây, gió vào rất là mát mọi người ạ. Với cái ban công nhỏ xinh này, quý khách hàng có thể đầu tư treo những cái giỏ hoa rất là đẹp, rất là lãng mạn. Và nhà vệ sinh tầng 3 cũng được thiết kế đầy đủ đáp ứng công năng sử dụng cho một hộ gia đình. Đây chính là phần thiết kế nhà vệ sinh tầng 3. Chủ đầu tư ốp hết toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới 2/3 trần. Và cái màu sắc, cái tông màu rất là nhã nhặn nha mọi người. Hài hòa với cái màu trắng của ngôi nhà. Tiếp theo, mời mọi người theo em lên tầng 4. Với tầng 4 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh như vừa chia sẻ rồi, y hệt như tầng 3. Như vậy, lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì cái căn nhà này đã có 3 phòng ngủ lớn riêng biệt, 3 phòng vệ sinh rộng. Tổng của cái căn nhà này là có tới tận 4 phòng vệ sinh mọi người nha. Phòng khách, phòng bếp và 3 phòng ngủ riêng biệt, rất là thoải mái. Phòng ngủ thì rộng rãi. Nhà này là vuông vắn mọi người nha. Vuông vắn rất là đẹp, kê đồ nội thất rất là hợp lý. Đó. Từ tầng 2, tầng 3, tầng 4 đây quý khách hàng có thể nhìn thấy là phòng nào cũng được lắp trần thạch cao này, hệ thống đèn led này, đầy đủ hết. Và đây chính là thiết kế nhà vệ sinh tầng 4 mọi người ạ. Tương tự như tầng 3 thôi. Phòng vệ sinh rất là rộng rãi. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 là toàn bộ là lát cùng ốp cùng một cái màu gạch. Kích thước gạch 30-60 làm cho cái không gian phòng vệ sinh cũng rất là rộng. Và màu sắc của cái màu gạch này cũng rất là hài hòa với cái màu sơn và cùng cái tông màu của ngôi nhà nha mọi người. Nhìn rất là trang nhã. Tiếp theo và cũng là phần cuối cùng của ngôi nhà đó là tầng 5. Mời quý khách hàng theo em lên trên phía tầng 5 nhé. Thưa quý vị, với cái tầng 5 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau. Gồm một phòng thờ. Đây ạ. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là vị trí phòng thờ ở trên phía tầng 5 và một sân phơi. Phòng thờ rất là rộng, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Và đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà nha mọi người. Rất là rộng luôn. Đấy. Đứng từ trên phía tầng 5 mà quan sát xung quanh thì quý khách hàng có thể nhìn thấy rất là nhiều tòa chung cư, cũng như là nhìn thấy đường lớn, trục đường lớn đi ra ngoài luôn. Và với cái căn nhà này, Ngọc Ánh xin nhắc lại với quý vị một lần nữa, với cái vị trí của ngôi nhà là thuộc Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Nội. Giá chào bán của cái khu vực này thì từ 2.350.000.000 đồng thôi. Toàn bộ đã có sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, sổ đỏ riêng biệt từng căn, giấy phép xây dựng từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước đầy đủ. Và với những cái căn nhà thiết kế liền kề như thế này thì vẫn là xây dựng theo hình thức tường riêng và móng riêng nha mọi người. Mọi người hoàn toàn yên tâm và tin tưởng.
với những cái căn nhà mà Ngọc Ánh đăng lên bất động sản nhà tốt. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này hoặc vị trí bất động sản khác thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhá. Mọi người xem video của em thì nhớ vào nhấn vào nút like để ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.